Xin chào các bạn, New Zealand hiện nay đang được biết đến như là một điểm đến lý tưởng của các du học sinh bởi hệ thống giáo dục chất lượng hàng đầu, có một nền giáo dục chất lượng cao, hệ thống giáo dục tiên tiến với trang thiết bị rất là hiện đại, cũng như những ưu đãi đặc biệt trong quá trình xin visa đã thu hút hơn 40.000 sinh viên từ các châu lục khác tới sinh sống và học tập. Và học sinh, sinh viên quốc tế theo học tại New Zealand sẽ được hỗ trợ tốt và có nhiều cái cơ hội học tập với các khóa học đa dạng được giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, viện kỹ thuật. Vậy chương trình đào tạo khi du học New Zealand như thế nào? Hệ thống giáo dục ra sao? Tại sao New Zealand lại được đánh giá cao như thế? Thì hãy cùng Tân Đại Dương tham gia chương trình Hành Trang Khám Phá Du Học hôm nay để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề du học New Zealand các bạn nhé! Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống giáo dục tại New Zealand bao gồm những chương trình gì. Tại New Zealand, hệ thống giáo dục từ bậc tiểu học cho đến đại học, ngoài ra còn có viện công nghệ, trường Anh ngữ. Trường tiểu học 6 năm bắt buộc dành cho học sinh từ lớp 6 cho đến lớp 11. Trung học cơ sở dành cho các bạn học lớp 7 và lớp 8, học sinh từ 11 cho đến 13 tuổi. Trung học phổ thông từ lớp 9 cho đến lớp 13, bắt đầu là học sinh từ 13 tuổi. Học sinh có thể chọn vào các trường trung học tư thục hoặc là công lập. Có khoảng 400 trường trung học tại New Zealand. Một năm du học New Zealand có 4 học kỳ, bắt đầu vào tháng 2 và kết thúc vào giữa tháng 12. Hiện nay rất nhiều học sinh quốc tế hoàn tất trung học tại New Zealand lớp 10 và lớp 13 trước khi bắt đầu chương trình cao đẳng hoặc là đại học tại đây. Và chương trình đại học tại New Zealand, tất cả các trường đại học đều là trường công lập. Bạn có thể lựa chọn khi quyết định du học ở trường Auckland University of Technology hay là Lincoln University, Massey University, University of Otago, University of Waikato, v.v. Thì viện công nghệ là một lựa chọn khác cho sinh viên tại New Zealand, là có thể học một trong 25 trường cao đẳng công nghệ với các chương trình học tập trung vào phần học thuật hoặc là nghề nghiệp. Học sinh cũng có thể tham gia các khóa học kỹ năng ngắn hạn hoặc là các khóa cấp chứng chỉ bằng diploma. Thì trường tư thục, đây là hệ thống trường tư thục tại New Zealand ngày càng lớn mạnh với các chương trình chứng chỉ nghề bằng diploma thuộc các chuyên ngành về nghệ thuật, du lịch và khách sạn, khoa học máy tính, quản lý chất lượng. Thì trường Anh ngữ phần lớn là tư thục của New Zealand. Bên cạnh là trường đại học cũng có chương trình đào tạo Anh ngữ, thì có 27 trường Anh ngữ gắn liền với các trường cao đẳng đại học của New Zealand và trên 80 trường Anh ngữ tư. Có nhiều khóa Anh ngữ để đáp ứng cho các yêu cầu đa dạng. Các khóa học dành cho từng cá nhân hay là theo nhóm kéo dài từ 1 cho đến 48 tuần. Bằng cấp của trường đại học của New Zealand được quốc tế công nhận, thì nhiều sinh viên đạt những thành tựu lớn trong lĩnh vực được đào tạo tại New Zealand. Thì thông thường bằng đại học được hoàn tất trong 3 năm, có những chương trình hoàn tất trong 4 năm. Học sinh học thêm 1 năm nữa để lấy bằng cử nhân danh dự. Và các chương trình đại học New Zealand đều có chương trình dự bị đại học tập trung, giúp cho học sinh quốc tế chuẩn bị vào đại học. Thường thì kéo dài 1 năm. Các môn học bao gồm là Anh văn, Toán và các môn học bổ túc khác. Năm học tại các trường đại học kéo dài từ cuối tháng 2 cho đến tháng 12 với các kỳ nghỉ giữa hai kỳ học. Một số trường hoạt động theo hệ thống học kỳ với hai lần nhập học trong một năm, tháng 2 và tháng 7. Thì sau khi hoàn tất chương trình cử nhân, sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học với các văn bằng thạc sĩ trong 1 cho đến 2 năm. Hoặc các bạn sinh viên có thể học năm 1 của chương trình cử nhân tại các viện công nghệ, sau đó chuyển tiếp lên các trường đại học để hoàn tất các năm còn lại của chương trình. Thì khi du học New Zealand, sinh viên có thể đăng ký các khóa vào những thời gian trong năm như là kỳ nhập học đại học cấp 2-3, thường là rơi vào tháng 2 hoặc là tháng 3 và tháng 7, tháng 8 hàng năm với chương trình đại học lớn. Kỳ nhập học cao đẳng dự bị đại học sẽ rơi vào tháng 2, tháng 5, tháng 10 hàng năm tùy theo trường. Và kỳ nhập học tiếng Anh liên tục trong năm. Thì đối với những sinh viên không qua các cấp học phổ thông tại New Zealand vẫn có thể đăng ký vào các ngành học ở đại học. Mỗi trường đại học, trường bách khoa hay là cao đẳng sư phạm đều có những tiêu chuẩn xét tuyển đối với sinh viên nước ngoài. Thì yêu cầu tiếng Anh, hầu hết các cơ sở giáo dục cấp cao đều đòi hỏi các chứng chỉ về trình độ nói và viết tiếng Anh. Thường thì điểm tối thiểu cho chứng chỉ IELTS là 6 chấm hoặc là 6.5 và cho chứng chỉ TOEFL là 550 với điểm môn viết tối thiểu là 4 chấm hoặc là 5 chấm. Những cái loại chứng chỉ này được công nhận toàn cầu và sinh viên có thể lấy tại New Zealand. Về chi phí khi du học tại New Zealand có thể thay đổi theo thời gian, thì Tân Đại Dương đưa ra con số ước tính cho chi phí ăn ở cho các bạn tham khảo nhé. Thì thường thường tối đa là $1,000 New Zealand một năm cho các khoản chi phí liên quan đến việc học.
tối đa là 150 đô la New Zealand một tuần cho sinh hoạt phí. Và những điều kiện này chỉ áp dụng cho các sinh viên theo chương trình toàn thời gian. Và một số hệ thống hỗ trợ khác đối với sinh viên đại học bao gồm là dịch vụ tư vấn về chương trình học và nghề nghiệp, các loại học bổng được tài trợ từ nguồn nhà nước và tư nhân, các phương tiện về chỗ ở và giải trí, các khóa học để hỗ trợ sinh viên thuận lợi hơn để đáp ứng những cái yêu cầu tuyển sinh. Và Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại New Zealand. Để liên hệ tư vấn hướng dẫn thủ tục hồ sơ thì các bạn có thể liên hệ ngay công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Thiên Phúc vừa nhận được visa du học New Zealand. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện nhé. À, chào Phúc. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Trần Thiên Phúc. Mình hiện đang là sinh viên của trường Đại học Hansen. Mình 24 tuổi. Hiện tại thì mình vừa mới nhận được visa của bên New Zealand và mình sẽ đi New Zealand trong tháng 9 này. Mình có sở thích cá nhân là xem phim, chơi game, nghe nhạc, thỉnh thoảng mình cũng đi đá banh với các bạn. Vậy thì qua bên New Zealand mình sẽ học trường gì bên đó em ha? Em sẽ học trường Media Design School. Trường này chuyên về 3D, thiết kế đồ họa và nói chung là những cái mảng về art. Em sẽ chọn học ngành về ngành thiết kế 3D. Vậy là một trong những cái ngành thế mạnh của trường. Dạ. Vậy em chia sẻ với các bạn là cái kế hoạch học tập của em á, khi mà học ở xong ở New Zealand thì như thế nào? Trước hết thì cho em chưa đủ điểm IELTS cho nên em sẽ học tại một trường Anh văn trước khi em học chuyên ngành tại trường. Về học Anh văn thì em sẽ học ở đó 3 tháng, sau đó em sẽ chuyển tiếp vô học tại chuyên ngành của trường 3 năm. À, lúc nãy em có giới thiệu là em sẽ nhập học vào tháng 9 này. Dạ. Thì không biết là mình đã chuẩn bị hành lý của mình tới đâu rồi? Dạ, thì em cũng chuẩn bị những vật dụng cơ bản của em và em cũng mang thêm nhiều bút chì ngòi, giấy A4. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Ban đầu thì chị Huệ đưa em một list rất là dài, em cảm thấy khá vân vân. Nhưng mà sau đó em chia nó ra xong rồi em đi nộp nó theo từng phần thì em thấy cũng không có nhiều lắm. Cũng là những giấy tờ cơ bản cần thiết để đi du học. Chị Huệ rất là nhiệt tình, chị hay chị hay hối em làm nhanh để kịp tiến độ chứ không có để dây dưa. Tại vì em còn nhiều việc khác cho nên em chỉ có thể rảnh vào cuối tuần. Cho nên việc làm giấy tờ cũng mất em khá nhiều thời gian. Em thấy các anh chị rất là thoải mái, cởi mở, vui vẻ. Vậy là cái dự định của em sau khi học xong tại New Zealand thì như thế nào? Dự định là sẽ trở về đây để làm việc. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Phúc trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em sẽ đạt được những cái ước mơ trong tương lai của mình. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình chia sẻ mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học thì các bạn hãy liên hệ với Tân Đại Dương theo địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.